Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay qua cách lắp ráp chiếc cầu trượt khủng long. Thực ra để lắp ráp chiếc cầu trượt khủng long này thì cũng rất là dễ. Và chúng ta cũng có sách hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn lắp ráp ở đây rồi. Ở trên mỗi thùng thì chúng ta sẽ có một tờ giấy hướng dẫn lắp ráp như thế này. Gần như chúng ta làm theo thì cũng là làm tương đối là lắp xong. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay qua video để mà các bạn nào vẫn chưa lắp bao giờ thì xem và để mà lắp dễ hơn. Đầu tiên chúng ta lấy hết bộ phận của chiếc cầu trượt ra và chúng ta có thể xem sách hướng dẫn sử dụng để mà đối chiếu xem có đủ hay không. Đây là chiếc máng trượt. Còn đây là chiếc máng trượt phía bên dưới. Có hai phần máng trượt, đó là một phần ở bên trên và một phần bên dưới. Còn đây là bậc cầu thang. Có hai chiếc bậc cầu thang. Tiếp theo là phụ kiện để mà dán mắt mũi. Còn đây là ốc. Những con ốc vít này để chúng ta lắp ráp cầu trượt. Còn đây là được con gấu được tặng kèm. Trên mỗi cầu trượt thì chúng ta sẽ được tặng kèm một con gấu có pin này, có thể phát nhạc được. Còn đây là phụ kiện để chúng ta dán vào mắt mũi chân tay của chiếc cầu trượt. Công việc dán này thì cũng khá là nhẹ nhàng, các bạn có thể để các bé dán cũng được. Đầu tiên chúng ta chia các con ốc ra đầu tiên. Đây là 6 chiếc mặt sàn phía bên dưới. 6 chiếc đệm cao su này để giảm khả năng va đập và tăng khả năng ma sát của chiếc cầu trượt. Còn đây là 2 con ốc to. Còn 2 con ốc to này là phần lối giữa cầu trượt, phần lối giữa máng trượt và 2 chiếc trụ chính. Tiếp theo là 4 con ốc này để chúng ta vặn cầu thang. 4 con ốc này thì chúng ta sẽ vặn vào 4 bậc, 4 con ốc của bậc cầu thang. Có 2 bậc cầu thang thì có 4 con ốc. Các bạn có thể nhìn thấy ở phần dây hướng dẫn sử dụng ở đây. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có 10 con ốc để mà nối giữa mặt của máng trượt và phần thành máng trượt. Có thừa một con ốc ra thì chúng ta có thể sử dụng con ốc này để vặn những con ốc để siết chặt hơn. Sau khi phân loại ốc xong rồi thì chúng ta sẽ đi đến phần lắp ráp. Lắp ráp thì chúng ta lắp ráp cầu trượt đầu tiên, phần máng trượt đầu tiên. Phần máng trượt thì chúng ta sẽ lấy 10 con ốc, lúc nãy còn 10 con ốc bé nhất đấy ra để vặn. Các bạn chú ý khi lắp máng trượt thì chúng ta cho khít ở phần khắc khớp vào nhau cho nó khỏe nhất, vì phần này là sẽ là phần chịu lực rất là nhiều. Hai thanh cố định màu xám thế là chịu lực nhiều cho phần máng trượt, nên chính vì vậy mà chúng ta nên lắp cho thật khít. Một điểm chú ý khi chúng ta vặn ốc là chúng ta đừng vặn chặt con ốc đầu tiên thật chặt, chúng ta chỉ gần như chúng ta chỉ vặn lỏng lỏng vào thôi, lỏng tất cả các con ốc. Sau đó khi chúng ta đã gắn tất cả các con ốc vào rồi thì chúng ta mới vặn chặt, vì nếu mà chúng ta vặn chặt ngay con ốc đầu tiên thì những con ốc sau vặn sẽ rất là khó, sẽ rất là cứng. Sau khi đã lắp chặt một phần bên máng trượt thì chúng ta lắp chặt một phần bên còn lại. Phần bên còn lại chú ý khi chúng ta lắp thì chúng ta sẽ để phần máng trượt phía dưới gắn vào luôn để lắp luôn. Làm thế này thì nó sẽ dễ hơn. Đây như mình đang gắn luôn cả phần máng trượt phía dưới vào luôn. Phần còn lại cũng vậy, chúng ta chú ý các phần khớp nối khít với nhau để cho cầu trượt thêm phần chắc khỏe hơn. Sau khi chúng ta ướm chắc vào các khớp vào nhau thì chúng ta sẽ vặn ốc. Vặn ốc như phần phía bên dưới. Ở trên cũng có 5 con ốc, chúng ta vặn hết 5 con ốc là còn thừa một con thôi. Một con thì chúng ta để vặn đấy.
Sau khi lắp xong máng trượt thì chúng ta sẽ gắn máng trượt vào hai phần trụ hình con ngựa này. Mọi người cũng để ý khi lắp máng trượt vào trong phần trụ này, chúng ta để ý có hai phần khớp nối. Chúng ta nên để phần khớp nối vào in vào nhau. Các khớp nối chúng ta để ý in vào nhau thì cầu trượt chúng ta mới có thể khỏe, chắc khỏe được. Chúng ta lắp luôn cả phần bậc thang vào luôn. Mọi người nếu mà có thể lồng phần bậc thang hơi khó thì chúng ta lại tháo con ốc ở phần lúc ấy chúng ta lắp máng trượt ra để đúc cho dễ. Như mình đây thì mình đã tháo bớt một con ốc ở phần đầu đấy. Đây mình đang tháo ra để mà lồng chiếc bậc thang vào cho dễ. Phần bậc thang thì chúng ta để ý phần nhám thì sẽ ngửa lên trên. Phần nhám thì sẽ có nhiều ma sát. Sau khi chúng ta ướm xong rồi thì chúng ta sẽ gắn ốc vào. Có hai con ốc to nhất thì là gắn vào phần máng trượt. Còn hai con bốn con ốc nhỏ hơn thì chúng ta sẽ gắn vào phần cầu thang. Đây là con ốc to nhất. Còn đây là con ốc. Đây chúng ta có thể nhìn thấy hai con ốc khác nhau. Con ốc có lục giác thì sẽ là gắn vào phần cầu thang, bậc thang. Còn con ốc to nhất thì chúng ta sẽ gắn vào phần máng trượt kết nối với phần trụ này. Chúng ta chú ý vặn cho chặt chặt một tí. Sau khi vặn chặt bậc thang thì chúng ta sẽ đến với phần gần như là cuối cùng. Đó là phần gắn 6 chiếc đế cao su vào chiếc cầu trượt của chúng ta. Gắn 6 chiếc đế cao su này thì tăng khả năng ma sát của chiếc cầu trượt và giảm đi khả năng va đập của chiếc cầu trượt của chúng ta. Phần 6 chiếc đế cao su này cũng khá là quan trọng. Con gấu pin này thì chúng ta sẽ lắp vào phần bên rễ của chiếc cầu trượt. Khi các bé chơi thì chúng ta có thể rút ra được. Và cuối cùng thì chúng ta dán trang trí mắt mũi chân tay của chiếc cầu trượt là xong. Đây là tờ giấy có đủ hình để chúng ta dán vào chiếc cầu trượt. Các bạn để ý là ghép thử xem nó theo hướng nào thì chúng ta sẽ lắp theo bên đấy. Chứ không thể lắp lẫn lộn được hai bên được với nhau. Cách dễ nhất là chúng ta sẽ nhìn vào tờ giấy hướng dẫn lắp ráp. Ở phần tay này sẽ có hai miếng dán, phần chân cũng có. Và đây là phần vảy. Chúng ta cũng có thể nhìn theo sách hướng dẫn mà làm theo. Để tiện cho phần dán hình thì chúng ta sẽ lật ngang chiếc cầu trượt ra, dán nó sẽ dễ hơn. Sau khi dán xong thì chúng ta sẽ có chiếc thành quả cuối cùng là chiếc cầu trượt như thế này.